Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Thiên Kiếm Luân Hồi. Và ở video này thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một cái acc mới. Ở video này mình sẽ nhập lại full các cái gift code và lại mình sẽ nạp đầu vào trong game xem thử như thế nào nha anh em. Và ok, ở đây mình sẽ chọn server mới nhất luôn, Hòa Bình 2. Rồi, ở đây thì anh em chúng ta sẽ không chờ class pháp sư nữa anh em à. Class pháp sư hôm bữa mình trải nghiệm mình thấy nó hơi yếu đuối làm sao á. Chắc mình sẽ chọn lại clip pháo thủ anh em. Wow, ngầu ghê gớm thật sự với anh em. À, thì anh em chúng ta sẽ qua tới class tiếp theo là anh em chúng ta sẽ soi thử bộ đồ. Bởi anh em chúng ta soi thử đồ đạc này kia của con pháp sư phải không anh em. Hôm nay anh em chúng ta sẽ soi tới cái bộ đồ của con xà thủ. Ok, wow, thời trang hôn lễ, thời trang bộ thí ảnh, thời trang bộ bạch long ngâm. Wow, đẹp vãi anh em à. Thời trang bộ người hầu. Trời, người hầu mà ngon vãi nè. Người hầu mà nhìn còn sang chảnh hơn cả ông chủ nữa. Còn này là bộ cái gì ta? Tử tước anh em, tử tước. Quá là đẹp anh em ơi. Còn cái này là cái gì ta? Bộ này là bộ đang đi tắm trong hồ suối nước nóng anh em. Trời, cái đít nè. Wow, hơi lép xíu anh em. Bụng 6 muối mà nó hơi hơi phẳng xíu, không thấy gõ được muối. Nên là chỉ có thấy được một muối anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, với cái này để nó bị khóa hết rồi anh em à. Anh em chúng ta không thể nào mà chơi được. À chà, tự nhiên ở giữa nó màu đỏ nhìn nó xấu hay nè. Màu trắng trắng cũng đỡ đỡ, không màu đen đi anh em. Viền đỏ, viền tím, viền xanh, viền đỏ đi anh em. Hay là viền trắng đi. Hay viền đỏ đi anh em. Cho nó ngầu ngầu một xíu. Mình sẽ chọn cái tóc. Tóc thì không có sự lựa chọn ha anh em. Mấy cái tóc này thì anh em phải nạp vô hả. Mình nghĩ là chắc là như vậy anh em. Hoặc là sau này khi mà đến một cái dạy gì đó trong game, anh em có thể là chắc là mua trong game hoặc là nạp ở trong game mới có được. Tóc đỏ, tóc tím, tóc đen, hồi tóc trắng đi anh em. Mấy con xạ thủ thì chơi tóc trắng sẽ đẹp hơn. À, hai bên này lấy cái màu gì cho nó có điểm nhấn ta. Rồi đỏ đi. Đã quả tiết ở trên người đã màu đỏ cho nên là mình sẽ lấy cái này màu đỏ luôn. Xúc nha anh em. Ở đây thì mình có mua được cái thẻ game rồi nè. Anh em chúng ta sẽ phải đăng nhập lại cái tài khoản khác. Nãy mình bấm sao mà nó xóa luôn cái tài khoản game luôn anh em à. Mình sẽ log out ra, mình sẽ đăng nhập lại cái tài khoản mới. Rồi, ok. Mình đã đăng nhập thành công và anh em có thể nạp vô trong game nè. Thánh kiếm luân hồi và chọn hòa bình. Phương thức nạp Vcon. Ủa? Nó không có cho mình nạp phí hết ta. À, phương thức nạp SMS, thẻ nội địa, PayPal, mua item, thẻ cào Vcon, Xcon, thẻ cào ha. Phương thức nạp thẻ cào, loại thẻ Vcon. Hồi nãy như mình đã mua thẻ Vcon này vãi anh em. Đúng rồi, Vcon 50k. Ok, mình sẽ nạp vô thử xem sao nha anh em. Số series mình định nạp vô 10k thôi. Mình tưởng là ở đây nó có cái ví mình nạp vô, mình sẽ để dành, mình nạp từ từ chứ. Rồi, tôi không phải là người máy, cứ thôi, bây giờ mình sẽ nạp vô, mình trải nghiệm thử cho anh em xem thử là 50k mình sẽ nhận được những cái gì nha anh em. Anh em thích mình nạp thêm mấy cái thể loại, làm thêm mấy video có thể loại như là nạp 10k, 20k hay là nhiêu đó để mà trải nghiệm thử thì anh em cứ comment bên dưới cho mình hay nha. Cái này là cái số ID series mã thẻ, anh em cái này là cái mã thẻ không ta? Mình xem lại, nhập mã thẻ đúng rồi nè. Rồi, nạp thử em sao. Thánh kiếm luân hồi hòa bình 2, chúc mừng nạp thành công, nạp tiếp. Chết rồi, mình vừa mới tạo nhân vật xong mà mình nạp như vậy nó có bị lỗi không ta? Thì xíu nữa anh em chúng ta sẽ trải nghiệm luôn là biết ngay và luôn chứ gì anh em. Shop xem thử. À, vô được 400 kim cương hả? Ủa, 50k mà chỉ được có 400 kim cương thôi ta. Wow, 400 kim cương anh em, chúng ta có thể là mua được cái thẻ tháng siêu cấp với lại thẻ tháng tôn thưởng với giá là, ủa cái ngọc này kiếm đâu ra ta? 22k rồi, 249k chỉ nhận được có 500 ngọc thôi anh em ơi. Wow, hơi bị đắt nha anh em. Đây, anh em chúng ta sẽ di chuyển, hình như là cái này mình sẽ có cái nút set, anh em đợi xíu nha, mình set up mấy cái nút để mình di chuyển cho nó dễ xíu. Ây chà, cái nút này đặt ở đây vậy. Rồi, sell, lưu lại luôn. Ok, mình sẽ set up mấy cái nút này di chuyển cho nó dễ xíu anh em. Đây, ok rồi đó, ngon liền anh em. Bây giờ việc đầu tiên anh em chúng ta sẽ làm là đi theo nhiệm vụ anh em xíu nữa. Anh em chúng ta sẽ mở được cái thư, cái hộp thư. Thì lúc đó anh em chúng ta sẽ nhập gift code vô. Còn hiện tại thì giờ cái thư nó chưa có lòi ra nha anh em. Nó chưa có lòi cái thư ra cho nên là anh em chúng ta chưa có nhập gift code chưa được. Nhập vô vẫn được nha anh em, nhưng mà nó chưa có nhận được thôi. À,
nghĩ là chơi xạ thủ có vẻ như là ok hơn so với con pháp sư đó nha anh em. Tại vì mình đi ải á, mình để ý là mình đã chết rồi, quên đổi tên nữa anh em à, quên đổi tên nữa, mình list nhanh quá anh em ơi. Danh hiệu gọi luôn, xong phim, nghề nghiệp, danh hiệu đổi tên, đổi tên càng 588. Trời ơi, mình nạp vô rồi anh em à. Thôi kệ đi, lỡ rồi chơi lại cái tên này luôn đi anh em. Tên cũng không quan trọng á. Zaynia Rai, Rai là cơm anh em à. Mà Zaynia là bên gì mình không biết, nhưng mà mình chỉ biết cái từ cơm đó thôi. Một lỗi kỹ thuật tí xíu anh em à, không sao hết. Ngủy người đá, đang cay nha người đá. Mày dẫn mặt là tao bắn mày lủng lỗ à. Vì sao không auto rồi nè. Về tàn tích tự động, đánh bại thủ hộ tàn tích, sắp gửi cốt truyện rồi, mặc nhanh vô. Khá là cay, cay thật sự chứ. Mất hết một cái quyền đổi tên anh em ơi. Vãi trưởng thật sự anh em ơi. Khá là buồn, đó là một câu chuyện buồn ngày cuối tuần. À, gầu hết sức, kệ đi, không sao hết, game là dễ. Chủ yếu là mình mạnh hay không thôi. Nhiều khi cái tên này nó sẽ gắn liền với mình trong cái tựa game mình luôn rồi sao anh em. Ôi cái server này có vẻ như hơi vắng không phải anh em. Có menu không? Chúng ta sẽ vô menu và xem thử có tiếng game nó có lớn hay không anh em. Đồ họa hệ thống nè. Âm thanh đâu ta? Âm nhạc, trò chơi. Đâu ta? Ở chỗ mặc nhanh vô luôn, đồ họa hiệu ứng cao hết luôn. Ok, ở đây thì nó không có cái nút tăng giảm âm lượng anh em, nó chỉ có cái nút là bật hoặc là tắt nhạc luôn thôi. Kệ đi, mình để đại luôn đi anh em, cho nó nghe cho nó xôm xôm một xíu. Wow, nơi này thiên quyển. Mấy con quỷ này thì ở video trước thì mình có xúc tụi nó rồi anh em, cho nên là bây giờ mình bỏ qua hết luôn đi. Nói chung mấy cái đoạn này ở video trước mình nhập gift code rồi mà anh em xem hết rồi. Ai ngờ đâu làm video về cái tựa game này cũng nhiều anh em xem quá chứ, cho nên là mình mới quyết định sẽ tiếp tục ra thêm nhiều video về cái tựa game mà cho anh em cùng xem. Anh em nào mà yêu mến mình, muốn mình làm về cái tựa game này nữa thì anh em cứ comment cho mình hay nha. Hoặc là like mạnh tay lên và view lên view nhiều nhiều, mình sẽ tiếp tục ra thêm mấy video về cái tựa game mà cho anh em cùng chơi với lại mấy anh em, giao lưu với lại mấy anh em cho vui. Wow, rước đi như một cơn gió vậy anh em à. Mấy con quỷ boss này nó nhiều máu vãi chữ anh em à. Ở đây là x2 nữa nha, còn mấy con boss nó ít mấy chục luôn anh em ơi. Tự nhiên mình bấm lộn vô cái chữ xóa tài khoản, mình tưởng đâu cái chữ là đổi tài khoản anh em. Ai ngờ đâu lít vô chữ xóa tài khoản làm xóa mất tiêu cái tài khoản. Có cái ạc pháp sư cũng lên được cái lép hai mấy ba mấy gì anh em à. Nói chung là cái game này lên lép nhanh cực kỳ anh em. Anh em mà chịu khó cày khoảng có tầm tiếng hồ thôi nè, anh em lên lép hai ba chục luôn rồi, nhanh lắm. Nhiều khi là không tới tiếng hồ anh em. Nói chung là game này dễ chơi, cũng đẹp, cây cuốc. Rảnh gỏi thì không biết làm gì thì mình sẽ auto treo máy cho em nó cày cuốc thôi anh em. Né phía trước tránh ra. Đây bây giờ mình sẽ né thử xem sao. Nó kêu mình né anh em. Wow, mấy con quỷ này là bên ma giáo anh em. Nhìn nó giống như con Warlock ở trong game Dota 2 vậy anh em à. Một con tướng mình khá là thích chơi, triệu hồi golem. Lên cái gậy xanh thì anh em sẽ có thể là triệu hồi được tới hai con golem nữa. Anh em nào chơi Dota 2 mới biết được. Ngày xưa mình hay chơi game Dota 2 đó, lâu lắm rồi mình cũng không chơi anh em. Càng ngày nó càng ra nhiều thể loại game khác, cho nên là không thời gian cày Dota 2 ấy. Thời gian cày Liên Quân là không có anh em ơi. Có mấy anh em kêu mình chơi Firefly nữa mà mình bắn gạo anh em. Gạo cho nên là cũng làm biến bắn quá. Để hôm nào rảnh mình ra mấy clip Firefly tấu hài xem sao. Có nhiều anh em ở đây lại không thích Firefly nha, nhưng mà có nửa thích nửa không, cho nên là cũng biết sao. Cứ ra đại xem thử có ai xem hay không anh em. Lại cái độ tuổi mình á, hết tấu hài nổi anh em à. Giờ không tấu hài được thì nó lại không vui. Phải tấu hài xíu mới vui anh em. Nạp nè. Nhận phần thưởng luôn anh em ơi. Vậy là mình có thể nhận được phần thưởng đó nè. Wow, luân hồi đấu tinh hồn tinh. Wow, được mỗi con tinh linh class S xuất chiến ma tinh luôn anh em à. Xuất tinh luôn. Rồi, ok. 18 tiếng sau có thể là nhận được cái này nữa anh em à. Nạp đầu 10k mà có thể nhận được rất là nhiều anh em à. 3 ngày nhận liên tiếp luôn nè. Wow, thời trang tấm biển anh em ơi. Ngày thứ 3 anh em sẽ chúng ta sẽ nhận được cái thời trang tấm biển. Anh em chỉ cần nạp đầu 10k là anh em có thể là nhận được những thứ khá là xịn sò luôn á.
rất là nhiều những cái vật phẩm xịn sò luôn. Ở đây nó không có cái mốc nạp 50k sẽ nhận được những cái gì hả anh em? Mình đã có một cái danh hiệu mới nè, nhà thám hiểm thời gian. Và cái con tinh linh của mình là một cái con tinh linh bạc ếch nha anh em. 10k thôi anh em à. Chỉ với 10k thôi anh em có thể nhận được một cái con tinh linh bạc ếch. Wow, quỷ này giống như trong vũ trụ Marvel của người ta, DC á anh em. Nhìn giống cái thằng gì trong gì ta, là gì quên mất tiêu rồi. Cũng ở giữa nó cũng có cái con mắt giống gì nè, mà tự nhiên mình quên tên mất tiêu rồi ta. Cái này là skill gì ta, anh em cũng là có thể là chuyển qua được. Khi mà đầy cái ống đó thì anh em chúng ta có thể hết thời gian delay, anh em sẽ chuyển vào cái thể loại nè, bắn trăm phát anh em à. Bắn này là cái gì, bắn sét hả? Xíu anh em chúng ta sẽ nhập tiếp cái gift code nha. Nhập thử lại mấy gift code. Hôm bữa là mình cũng chưa có tìm hiểu lại thử mấy gift code là nhận được cái gì nữa anh em. Hôm bữa là mình chỉ mới coi xương xương rồi thôi anh em. Siêu mộ đồ giám, đồ giám luôn. Wow, được chiến lên được khúc anh em à. Tinh linh của mình đã mất tiêu rồi. Tìm lại ký ức, tìm lại ký ức tuổi thơ. Rồi ký ức bị đánh rơi anh em à. Giờ phải đi tìm lại nữa. Cái này nó chỉ có 7 ngày anh em à. Một ngày của nó anh em phải tìm lại ký ức của ngày thứ 7, sau đó anh em tìm lại ngày thứ 6, ngày thứ 5, 4, 3, 2, 1. Tìm lại xong ngày thứ nhất là anh em là xong rồi đó. Là hết game rồi đó anh em à. Ưu đãi này là gì vậy ta? Đến tranh mua hả? Mua này là gì trời? Wow, ủa nãy mình nạp vô mình được cái kim cương thôi anh em à. Còn cái kia ở đâu ta? Cái túi. Đây mình được cái kim, cái ngọc rồi thôi anh em à. Cái ngọc này là sử dụng làm gì trời? Mình chả biết luôn anh em à. 22.000 sau 50k thì mình được 400 anh em à. Còn lại 219k mình sẽ được tới 600 lận. Ủa sao mình đập 50k mà được tới 400, nhiều dữ vậy ta? Ngộ nha. VIP hiện tại bây giờ mình đang VIP 1 anh em, chuẩn bị lên được VIP 2 nè. Thẻ tháng. Thẻ tháng mua 400 sẽ nhận được. Ủa mình nạp vô mình được cái này rồi sao vậy trời? Cái này có thể là thay thế được cho cái kim cương kia hay không ta? Không hiểu nha anh em, mình cũng không hiểu luôn. Tặng avatar. Bên đây mua 0 đồng hả? Wow. Cái này anh em hoàng tinh sắt. À, mua cái này anh em sẽ hoàng được cái này với lại nhận được nguyên một cái nùi này nữa. Thử xem sao anh em. Đến mở khóa. Thôi nó có trả mình lại không? Oh. Wow. Ủa. À, 18 giờ sau nó sẽ hoàn lại anh em à. 18 giờ sau mình sẽ vô mình sẽ nhận nha. Mình tưởng đâu là nó không hoàn lại cho mình là mình sẽ múc nó liền anh em à. Rồi, ok. Đây mình được những cái xịn xòi mình sẽ dùng thử anh em. Đó là cần hoàn thành nhiệm vụ gì đó mới có thể là dùng được anh em à. Đạo cụ mở khóa thời trang. Mở cái này là gì ta? Đá cường quá, vé thí luyện lương hồi thường nhân 1, hợp lễ hội lép 40. Wow, lép 30 mới có thể là dùng được anh em ơi. Còn hai cái súng cùi bắp này xíu mình sẽ tách ra luôn. À, tách nhanh. Mình sẽ tách mấy cái màu lam nữa ra. Đó, tách màu tím luôn, cái vũ khí màu tím này sao nó cùi dữ ta. Vậy là mình có một cái vũ khí màu tím nó xịn hơn đó anh em. Anh em đợi xíu nha. Mình sẽ hoàn thành hết mấy cái nhiệm vụ này, nó sẽ mở cái hộp thư ra, lúc đó anh em chúng ta mới có thể là nhập gift code nhận được. 18 tiếng sau thì sẽ nhận được cái đống này. Wow. Nạp 10k đến là nạp 50k thì mình sẽ ok hơn anh em. 50k thì mình sẽ nhận được thêm cái gói 0 đồng nữa. Được phép mua cái gói 0 đồng anh em à. Lát sale, thời trang, skin xịn sò, hoàng tử hắc ám, chúa tể bóng tối. Rồi. 18 tiếng sau mình sẽ nhận anh em. Server này vậy là nó ra được mới có mấy tiếng anh em à. Nó mới ra thôi. Lớp 9 rồi anh em ơi. Wow, mở được cái hộp thư rồi nè anh em. Vậy là lớp 9 thì anh em chúng ta sẽ có được cái hộp thư nha anh em. Hộp thư, sau khi mở được hộp thư thì anh em chúng ta sẽ chuyển qua cái thể loại là nhập gift code. Nạp gift code vô và anh em chọn thiên kiếm tương hồi. Và anh em chọn nhân vật. Và anh em đánh dấu vô mình không phải là người máy và anh em nhập hết cái đống gift code như này vô nữa. Không biết là hôm nay nó có gift code gì mới không anh em. Thì xíu mình sẽ tìm thử xem là có gift code nào mới không, và sau đó mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ lại mấy anh em. Rồi xúc luôn, nhận thành công. Anh em đợi xíu nha, mình sẽ mình phải đánh dấu vô tôi không phải là người máy. Ok, thiên kiếm đương hồi 99999. Tiếp luôn. Thiên kiếm đương hồi 55555.
không biết là còn ý giúp code nào mới nữa không, xíu mình sẽ tìm hiểu thử nha anh em. Rồi đá cường quá, ok xong anh em đợi xíu nha, mình sẽ lên mình sẽ tìm thử xem nữa còn những cái giúp code gì nữa hay không nha anh em, trong này không biết có hay không nè. Ok, ở đây thì nó hôm nay thì nó thêm một mớ khác cái giúp code anh em, thì anh em chúng ta sẽ nhập thử xem thử như thế nào nha. Đây toàn bảo đồ mình sẽ nhập vô luôn, thành công nha anh em. Truyền tông đó, truyền tông ok thành công luôn anh em à. Tinh hoa đây, ở đây mình được khoảng tầm 19-20 cái giúp code rồi anh em, cái kẹo SP tiếp luôn nha anh em. Ôi nó bắt mình phải xác minh gì hả, hình phù hợp anh em, máy kéo hả, máy kéo máy kéo máy xúc, vui lòng chọn tất cả các hình phù hợp á. À đây còn một cái máy kéo nè, rồi xong. Ôi mình như là mình đít nhanh quá cho nên là nó bắt mình phải xác minh đó anh em, trang sức. Rồi ok, TSB kỹ năng lại một cái gift code nữa, cái này có vòi chữa cháy hả, mình sẽ chọn hết cái này luôn. SP kỹ năng rồi tới bảo thạch, bảo thạch nha anh em. Ống khói, ống khói, ống khói, mình xem thử có nào có ống khói mình xúc luôn. À đây nữa nè. Rồi ok, bảo thạch thành công nha anh em. Đây là trung túy, rồi nó bắt mình xác minh đây, cầu hả, cầu cầu tre lắc lẻo. Rồi ok, tới ma linh, ma linh thú, rồi xác minh luôn, thành công nha anh em. Kỹ năng 2022022 đèn giao thông, trời ơi một nồi đèn gì nè, xúc luôn. Wow nhiều gift code phải chưởng anh em à, nhiều lắm, vạch qua đường chơi luôn. Rồi cái gift code cuối cùng là cái linh lực, chọn xe taxi, một chiếc taxi hai đó. Rồi ok xong nha anh em, tất cả đều thành công hết em à. Xíu mình sẽ để hết cái đống gift code này bên dưới phần mô tả cho anh em, anh em nào muốn nhập thì cứ nhập vô hết nha anh em. Rồi bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành nhận các phần thưởng thôi, một nồi phần thưởng anh em à, một đống luôn. Mình sẽ để hết cái đống gift code này dưới phần mô tả cho anh em, thì anh em cũng đã thấy ở đây hết rồi nè. Đó xíu mình sẽ để hết dưới phần mô tả cho mấy anh em luôn, quà tặng một đống luôn anh em ơi. Ở đây thì anh em có thể tự tìm hiểu món này là vé gì ta, thẻ làm mới quỷ thác à, ok còn có bản đồ Dũng làm gì ta, tàng bản đồ đi tìm kho báu, biết đâu được sẽ mở ra được một cô người yêu. Đợi nhiều lắm anh em ơi, quà một đống luôn nè, chơi sao hết. Ôi cái cục này cục gì lão ấy nè, bảo châu tiếng mặt thú cưỡi, bồi dưỡng cho thú cưỡi anh em à. Còn cái kẹo này là kẹo SP Malin, nãy anh em chúng ta nhập vô thì nó có một cái gift code, đó chính là cái gift code kẹo SP anh em, mình sẽ nhận hết luôn nha, dùng luôn. Cái này anh em mở ra anh em sẽ nhận được kim tệ đó, cái này là SP nè. Rồi linh lực thôi, cái này linh lực mình sẽ để sau đi anh em. Ôi mình không có tắt được hết ta, mình không tắt được anh em ơi. À, mình lít vô thôi chứ mình đừng có dùng nha anh em. Đó xong. Wow mình đang có một cái con Malin khá là đẹp, đẹp cute phô mai que. Rồi mấy cái bạn kia, ô có một bạn nạp vô 50k để mà lấy con này nữa nè anh em. Hello fan chạy nhanh với trời. Cái này là gì ta, menu, cái menu anh em mà trang bị nè. Anh em có thể là cường quá nhanh nha, cường quá luôn. Hiện tại bây giờ mình đang có một mờ kim tệ nên mà 60 kim cương nữa, 60 kim cương này cũng chả biết làm gì luôn anh em. Đó thì hôm nay có thêm một đống cái gift code mới thì mình chia sẻ với lại anh em để mà cho mấy anh em nào mới chơi có thể là nhập hết cái đống gift code này vô. Còn một cái gift code mình chưa nhập vô nữa anh em, đó chính là cái kỹ năng. Đây mình sẽ nhập vô luôn cái gift code kỹ năng của anh em, mình sẽ nhập vô thử xem sao nha anh em. Wow ok thành công luôn. Vậy là mình full hết tất cả gift code rồi anh em, thì anh em có thể là xem thử là cái gift code nào nhập được thì anh em cứ xúc vô hết nha, tìm lại ký ức tuổi thơ. Đây cái gift code mới anh em, gift code kỹ năng được cái SP kỹ năng nè, tàng bản đồ. Rồi ok nhận hết nha anh em, dùng luôn kim tệ, SP kỹ năng dùng luôn, xác nhận dùng. Rồi xong 20 gift code xịn sò, bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành cày cuốc thôi. Ở video này chắc mình sẽ chủ yếu là nhập full mấy gift code, chia sẻ mấy gift code mới với lại nhập cái nạp đầu vô trải nghiệm thử cho anh em xem thử như thế nào thôi. Còn lại thì các tính năng mình sẽ ra tiếp những video sau nha. Do video nó cũng khá là dài của anh em, vì vậy mà anh em
nếu mà yêu thích mình á thì đừng quên comment bên dưới cho mình hay, để mình có động lực tiếp tục ra thêm nhiều video về cái tựa game Thiên Kiếm Thánh Kiếm Luân Hồi cho anh em cùng xem. Và bây giờ mình sẽ kết thúc ở đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game này. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký nha anh em, để mình có động lực tiếp tục ra thêm nhiều video về cái tựa game mà cho anh em cùng xem. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.